Khét lẹp rồi. Này làm sao? Công an quận Nam Từ Liêm nhận thông tin và cho xuất 3 xe chữa cháy đến hiện trường số 75 Nguyễn Hòa. Chúng tôi tiếp cận đám cháy thì phát hiện là đám cháy xảy ra tại tầng tum của cái nhà một tầng. Sử dụng để người dân để sử dụng để kinh doanh bán bún chả. Thì cái khu vực tầng 2 tầng tum ấy, cái khu vực tầng tum ở đây thì chứa các cái vật dụng sinh hoạt gia đình. Đấy. Như là quần áo, chăn màn, do là cái diện tích rất là nhỏ mà lại chứa nhiều cái đồ sinh hoạt gia đình quá, dẫn đến cái việc mà nảy sinh cái đám cháy ở đây, và cái chất cháy nó được chứa nhiều như vậy mà nó xảy ra nhiều khói khí độc. Có 7 anh em ở ngoài này.